Chào các bạn, đây là thành phẩm của món thịt gà áp chảo vị sả mình vừa mới làm xong đây. Món thịt gà này nó sẽ rất là ngon, giữ được cái hàm lượng dinh dưỡng cao và đặc biệt là phù hợp với những ai đang ở trong cái chế độ giảm cân hoặc là ăn ít clean để cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh. Và mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình để làm món ăn ngon và hấp dẫn này các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món ức gà áp chảo vị sả các bạn nhé. Đây là một cái vị rất là ngon, dễ ăn và đặc biệt là phù hợp với những ai đang muốn giảm cân này, ăn kiêng này hay là tốt cho sức khỏe. Đó, có nghĩa là chúng ta sẽ chuyển từ những cái loại thịt màu đỏ thẫm sang màu trắng giống như là phần ức gà như này thì nó sẽ tốt cho sức khỏe hệ tim mạch của chúng ta hơn. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị một miếng ức gà cỡ tầm cái miếng này nó là 500 gram này. 4 củ hành khô, 2 củ sả, 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 phần 2 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê tiêu, 5 ml dầu ăn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chế biến nhé. Ức gà này thì các bạn để cho nó nhanh chín thì các bạn sẽ chia ra như này. Ở đây thì mình sẽ được cỡ tầm 2 miếng rưỡi. 2 miếng rưỡi ức gà. Đó. Các bạn sẽ thái thành những cái lát nó có cái độ dày từ 1 đến 1,5 cm như thế này nhé. Sả thì các bạn sẽ đập dập sau đó băm nhỏ. Hành khô các bạn cũng sẽ đập dập sau đó băm nhỏ. Bây giờ thì các bạn sẽ cho các phần nguyên liệu còn lại vào để chúng ta ướp nhé. Dầu ăn. Bạn cho hết vào, sau đó bóp để cho phần gà được thấm. Các bạn sẽ ướp phần thịt gà này trong khoảng thời gian là 30 phút để trong ngăn mát tủ lạnh. Khi mà các bạn ướp gà được 30 phút rồi thì bây giờ các bạn sẽ cho một chút dầu vào một cái chảo như thế này nhé. Chảo này mình đã làm nóng sẵn rồi, cho nên là khi mà các bạn cho dầu vào như vậy thì các bạn sẽ cho phần gà vào luôn. Thank you.
sẽ áp đến khi mà các bạn thấy cái phần gà nó chuyển sang màu nâu cánh gián là được. Sau khi mà các bạn đã áp chảo cho mình để cho hai cái mặt của miếng thịt nó vàng được như thế này rồi thì các bạn sẽ tắt bếp nhé. Rất là ngon. Sau khi mà các bạn nướng xong rồi thì các bạn sẽ cho cái phần gà vào đĩa như thế này nhé. Với những cái món như thế này thì các bạn sẽ ăn kèm với cả các loại rau củ quả, nó sẽ rất là ngon và tăng được cái độ thơm ngon của món ăn. Cái phần thịt gà này khi mà ăn thì các bạn sẽ cắt thành những cái miếng vừa phải như thế này. Nó sẽ giữ được cái độ ngọt cho món gà. Các bạn có thể cắt hoặc là dùng dao để các bạn thái đều được nhé. Những cái món này là đều là những cái món ăn bổ sung rất là nhiều các dưỡng chất cho cơ thể của chúng ta và tốt cho hệ tim mạch nữa. Đó, có rất là nhiều các cái cách để chúng ta có thể làm. Đấy, các bạn thấy không, cái phần thịt nó rất là mềm, ngon, giữ được cái độ ngọt cho thịt. Đó, nhìn hấp dẫn đúng không các bạn? Đây, món này ăn kèm với cam hoặc là salad đều rất là ngon. Và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.